Xin chào quý vị và các bạn. Đây là thông số hình học của động cơ 315 kW, 430 HP, 430 ngựa, tốc độ 2.900 vòng một phút, có mã sản phẩm là 355. Với mã sản phẩm này, xin mời quý vị hãy để ý lên trên hình vẽ trên. Hình vẽ này tượng trưng cho mã sản phẩm từ 160 đến 355. Ở đây, tâm đỗ đế ngang trục ký hiệu là A bằng 610 mm, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Tâm đỗ đế dọc trục ký hiệu là B bằng 630 mm, chính là khoảng cách từ vị trí này tới vị trí này. Đường kính trục ký hiệu là D bằng 75. Đường kính ngoài mặt bích ký hiệu P bằng 800. Từ vị trí này tới vị trí này. Tương tự như vậy, quý vị có thể xem bất kỳ thông số nào của động cơ mà mình mong muốn. Ví dụ như rãnh cao vác bằng 20, hay tổng chiều cao thân bằng 1.010 mm, hoặc tổng chiều dài thân bằng 1.500 mm. Xin cảm ơn.